Thái Lan đã có một khởi đầu khó khăn. Sự thăng tiến của ông Sethan Thavisin, một cựu trùm bất động sản và là người mới tham gia chính trường, đã gây ra nhiều tranh cãi. Đảng Pheo Thai của ông đã hợp tác với các thành viên ủng hộ chế độ quân chủ và được quân đội hậu thuẫn nhằm ngăn chặn đảng tiến lên cầm quyền. Tháng đầu tiên của ông cũng kết thúc bởi bi kịch sau khi một thiếu niên 14 tuổi bắn chết 2 người và làm 5 người khác bị thương tại một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Bangkok hôm 4 tháng 10. Trong vài tuần đầu tiên với cương vị thủ tướng, ông Retta đã bắt đầu khẳng định vai trò của mình xoay quanh chủ nghĩa dân túy kinh tế. Nhưng các nhà quan sát chính trị lo ngại rằng các chính sách và tuyên bố của ông Retta cho đến nay dường như được thiết kế để giành được niềm tin của công chúng. Về thực chất, những chính sách này chỉ mang tính biểu tượng hoặc tệ hơn là thiển cận. Ông Nabon Chaturipitak, một học giả thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nói với tạp chí Time, một số biện pháp chỉ nhằm mục đích cứu trợ nền kinh tế trong ngắn hạn, chứ không bền vững về lâu dài. Các chính sách này giống như việc băng bó vết thương mà không chữa trị. Những biện pháp kích thích kinh tế bị chỉ trích. Kể từ khi đảm nhận chức vụ thủ tướng, ông Retta đã không ngừng nỗ lực để thể hiện vai trò lãnh đạo của mình. Thể hiện mình là người nhân từ, ông đã thúc giục quân đội trì hoãn các kế hoạch mua sắm để giải phóng ngân sách cho những nỗ lực khẩn cấp giúp đỡ người dân và quyên góp tiền lương của ông để làm từ thiện. Ông Mark S. Cogan, phó giáo sư nghiên cứu về hòa bình và xung đột tại Đại học Kansai Gaidai của Nhật Bản, nói với tạp chí Time, tôi nghĩ rằng đảng Pheo Thai đang thực hiện phần nào công việc kiểm soát thiệt hại. Về chính sách đối ngoại, ông Retta đã bắt tay vào chiến dịch chủ động biến Thái Lan thành trung tâm đầu tư sau cuộc gặp với ông Elon Musk của Tesla. Ông nói, Thái Lan mở cửa kinh doanh với tất cả các nước. Ông cũng tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu và đồng ý tăng cường thương mại song phương với Campuchia. Nhưng có lẽ quan trọng nhất vừa là các chính sách đối nội theo chủ nghĩa dân túy đã định hình tháng đầu tiên nhậm chức của ông Retta. Đó là việc giảm giá điện và nhiên liệu, tạm hoãn nợ trong 3 năm đối với nông dân và lời hứa hàng đầu trong chiến dịch tranh cử của Pheo Thai. Một chương trình ví kỹ thuật số sẽ phân phát 10.000 bạc cho mỗi người Thái trên 16 tuổi. Kế hoạch này dự kiến sẽ được triển khai vào năm tới nhằm bơm một khoản tiền lớn vào nền kinh tế và kích thích chi tiêu trong nước. Nhưng khi ông Retta công bố chính sách kinh tế với tất cả những đề xuất này tại Quốc hội vào ngày 11 tháng 9, ông đã bị các chính trị gia thuộc mọi phe phái chính trị chỉ trích vì thiếu định hướng rõ ràng. Mặc dù không thiếu các sáng kiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng các nhà phê bình cho rằng chương trình nghị sự thiếu kế hoạch cụ thể để đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia dài hạn. Bà Shri Kanya Tansakun thuộc đảng Tiến Lên đã ví các chính sách này giống như việc sử dụng hormone tổng hợp thay vì dùng thuốc để chữa các căn bệnh kinh tế. Còn ông Churin Lasana Wisit thuộc đảng Dân Chủ Bảo Thủ thì cho biết, tham vọng về các mục tiêu của ông Retta không đạt được những gì Pheo Thai đã hứa trong chiến dịch bầu cử. Các chuyên gia cảnh báo rằng các chính sách của ông Retta không đi kèm với chiến lược kinh tế dài hạn, sẽ không giải quyết được các vấn đề kinh tế xã hội sâu xa của Thái Lan. Các chuyên gia cho rằng chính phủ sẽ khó có thể giữ giá năng lượng ở mức thấp lâu dài, trừ khi giá được cơ cấu lại. Lên hoãn nợ đối với nông dân cũng bị chỉ trích vì không giải quyết được vấn đề cốt lõi của khoản nợ của nông dân, đó là thu nhập thấp của họ. Giáo sư Kogan nói, kích thích kinh tế là vô cùng quan trọng, nhưng những kích thích như vậy có cần thiết và bền vững hay không? Những biện pháp đó có cần phải được bổ sung bằng những thay đổi về chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tôi vẫn chưa thấy bất kỳ loại chính sách nào như vậy ngoài biện pháp kích thích ngắn hạn. Thủ tướng Thái Lan Retta Thavisin bảo vệ kế hoạch vay hàng tỷ đô la để tài trợ cho chương trình phát tiền mặt, cho biết nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đang gặp khủng hoảng và cần một biện pháp kích thích để chấm dứt chu kỳ tăng trưởng thấp. Chính quyền ông Retta tuần trước đã tiết lộ kế hoạch phân phối 10.000 bạc, tương đương 280 đô la Mỹ cho mỗi người Thái. Trong tổng số khoảng 50 triệu người, đã được xem là một biện pháp kích thích tiêu dùng và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh. Theo ông Retta, chương trình ví điện tử trị giá 500 tỷ bạc sẽ được tài trợ thông qua khoản vay của nhà nước. Một dự luật đặc biệt sẽ được Quốc hội thông qua vào đầu năm tới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc gây quỹ. Động thái chuyển sang vay mượn, trái ngược với việc trích quỹ từ ngân sách nhà nước như ông Retta đã nói trước đây, đã thu hút sự chỉ trích từ các đảng đối lập và các nhà kinh tế vì lo ngại kế hoạch này sẽ khiến quốc gia phải gánh chịu nợ công và gây ra lạm phát.
Thống đốc Ngân hàng Thái Lan Chattabut Chaothiwanajubut, người đã không tán thành kế hoạch tài trợ ngay từ đầu, đã lên tiếng phản đối một lần nữa tại cuộc gặp với ông Jetta vào hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 11. Hôm thứ Hai tuần kế tiếp ngày 13 tháng 11, ông Jetta cho biết khoản vay bổ sung ước tính sẽ làm tăng nợ công của chính phủ lên chỉ 64% tổng sản phẩm quốc nội từ mức 61% hiện nay. Ông cho rằng mức này vẫn sẽ thấp hơn mức trần pháp lý là 70%. Ông cho biết mức nợ công sẽ không tăng nhiều nếu việc cứu trợ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng Jetta cho biết, việc hỗ trợ tiền mặt sẽ đóng vai trò như một động lực để khôi phục nền kinh tế, vốn đã tăng trưởng thấp ở mức dưới trung bình 2% trong thập kỷ qua. Thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình ở các nước láng giềng Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Khoản chi này cũng là lời hứa hàng đầu trước cuộc bầu cử của đảng Phe Thai đang lãnh đạo chính phủ liên minh hiện nay. Ông Jetta nói, chính phủ tin rằng chúng ta đang gặp khủng hoảng và nền kinh tế cần được kích thích. Nền kinh tế không tăng trưởng một ngày nào đó sẽ không ai muốn đầu tư vào Thái Lan. Đảng Tiến Lên, đảng đối lập chính của đảng cầm quyền, đã chỉ trích kế hoạch vay tiền tài trợ. Đảng này nói rằng kế hoạch vay tiền sẽ vi phạm một số luật hiện hành và gây nguy hiểm cho kỷ luật tài chính của quốc gia, đồng thời có thể khiến nước này phải gánh chịu nặng lãi suất và nợ nần trong nhiều năm. Đảng Tiến Lên cũng cảnh báo về khả năng bị hạ xếp hạng tín dụng quốc gia. Dự án Blandric, tâm huyết của Thủ tướng Jetta, bao gồm việc xây dựng hệ thống đường sắt và đường bộ kết nối bờ biển phía đông và phía tây của Thái Lan. Dự án này được thiết kế để cung cấp một tuyến thương mại thay thế eo biển Malacca, nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thủ tướng Thái Lan Jetta Tharvisin đã liên tục đi lại giữa các thủ đô lớn, gặp gỡ các đại sứ kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 8 vừa qua, tất cả nhằm quảng bá ý tưởng về cầu cảng rộng lớn nối bờ biển phía đông và phía tây của Thái Lan. Dự án này được thiết kế để cung cấp một tuyến thương mại mới giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, thay thế eo biển Malacca, một trong những hành lang biển quan trọng và dải tắc nghẽn nhất thế giới. Tuyến thương mại mới bao gồm hệ thống đường sắt và đường bộ dài khoảng 90 km sẽ kết nối cảng nước sâu ở tỉnh Chumphon trên vịnh Thái Lan với cảng nước sâu mới ở tỉnh Ranong trên biển Andaman. Thủ tướng Jetta đồng thời là Bộ trưởng Tài chính đã giới thiệu tiềm năng to lớn của dự án với các nhà đầu tư Trung Quốc khi ông tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường mới nhất ở Trung Quốc vào giữa tháng 10. Và tuần sau đó, ông đã giới thiệu siêu dự án trị giá 28 tỷ đô la Mỹ với các nhà đầu tư Trung Đông. Ông cũng đưa ý tưởng này đến San Francisco vào ngày 12 tháng 11 khi tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Tại đây, ông đã trao đổi với các doanh nghiệp Mỹ trong chương trình Thái Lan Landric Roadshow của mình. Hầu hết thì các nhà phân tích cho rằng phần lớn nguồn vốn sẽ đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ mới của Thái Lan nhậm chức vào tháng 8 sau gần một thập kỷ dưới sự cai trị của quân đội cho biết họ muốn đa dạng hóa các liên kết đầu tư. Các nhà phân tích cho rằng Bangkok muốn cân bằng nền kinh tế giữa Trung Quốc và phương Tây. Theo văn phòng quản lý dự án, nếu có nguồn tài trợ và việc xây dựng bắt đầu đúng thời hạn, thì dự án sẽ hoàn thành vào khoảng năm 2040. Khi đó, cả hai cảng sẽ có khả năng xử lý khoảng 20 triệu container hàng hóa mỗi năm. Tuy nhiên, dự án này có thể gây ra một số tác động xấu về môi trường và xã hội. Đã có một số cuộc biểu tình diễn ra tại khu vực đặt dự án kể từ khi ông Jetta cho biết chính phủ của ông cam kết thực hiện kế hoạch này vì hàng ngàn người có thể phải di dời, cũng có những lo ngại về tác động đến ngành du lịch và đánh bắt cá ở các tỉnh phía Nam. Ngoài ra còn có những rủi ro địa chính trị. Các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng sự tham gia của Trung Quốc vào kế hoạch hành lang kinh tế phía Nam có thể là cách để Bắc Kinh giành quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt là các cảng của nước này. Các nhà phân tích cho biết, Bangkok rõ ràng quyết tâm không chỉ dựa vào nguồn tài chính của Trung Quốc cho kế hoạch này để đa dạng hóa nguồn vốn. Họ mong muốn thu hút đầu tư từ sáng kiến cửa ngõ toàn cầu của EU hoặc các công ty tư nhân châu Âu. Và thời lượng của chương trình xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.